Đấy. Quả này cho lên trên. Hôm nay chắc phải được 4 ạ, đúng không? Mấy con hỏng ấy nó có bị hỏng đâu, đúng không? Hả? Không. Cho anh Mạnh, anh Mạnh bố. Cái ba anh ai, em anh không biết làm mà. Quá trình trần xong là phải cho lên đây ngay này. Sấy. Chuẩn bị đốt than tổ ong. Là thủ công. To đâu. Ngày xưa chị biết đào có được những con to này không? Cũng có nhưng mà ngày xưa không biết đào là ở chỗ mái là to, đào cứ đi ra hai thôi. Đi đào ra hai thôi đấy, nhưng mà cũng có con to nhưng mà chỉ thế này thôi. Không được đùm cái gì đâu. Ngày xưa thì đa số là đi đào ấy. Đào đi tinh đi tang có đào. Đó là xe mô tô. Gì? À, xe mô tô. Cụ sao xuống. Nhưng mà sấy lại tóp đi nhờ nhỉ. Tóp được cân một lạng là tóp lắm cạp như thế này. Thế là con to là nó như thế này. Loại vẫn còn nguyên si như thế này thì có mà. Ủa húi. Cân một lạng là khá là sẽ sùng dày này. Người ta chỉ nó mỏng nó chỉ ăn 7 lạng, 6 lạng nhỉ. Cái này nó dày nó như thế. Đã xây sừng xây quả nhà 5 tầng. Một vụ xây sừng. Một vụ xây sừng được một cái móng nhà. Sắp rồi, nói chung chắc chỉ đợi tuổi thôi đúng không? Chỉ đợi tuổi, đợi giờ, đợi ngày thế thôi. Nào bắt đầu quất. Tỏ tàn con là bằng ngón tay này đúng một gang luôn nhé. Con kia ít quá nhỉ. Ngày 22 triệu thì mai ra mới có tiền đủ tiền xây nhà 5 tầng được. Một tháng là 60 triệu. Kiếm món gì kia? Hệ vạ à? Xin chị biết hôm nào bác phải trả. Bác ăn cái này. Xin biết hôm nào bác phải trả. Là chim. Cái này chuẩn bị đốt than tổ ong rồi cho xuống bên dưới này. Sấy không? Nó ăn giờ đi ở cấu than tổ ong. Lên đi tuốt. Có gì ăn không? Ăn xong ấy rồi, hết rồi. Ừ. Ăn xong chả lá lốt. Thường phức phức. Chả lá lốt, thì cho cái ví và chả thơm. Đào về sấy về mất khoảng mấy tiếng. Không cần biết là sấy bao nhiêu giờ. Khi nào được về sấy cả đêm cũng được. Thì sao không được nhiều. Gian nan hết đấy đúng không? Ỉnh có hôm nhiều nhất một phê. Sấy không cẩn thận hỏng hết luôn. Đây để chị đây. Sao mà trước sấy giờ cháy để ý ngủ quên nó cháy luôn. Bây giờ người ta còn có cái lò để sấy nó sùng không cần phải trông luôn. Hẹn giờ không cần hẹn giờ. Như cái bọn đội ba kia nó toàn đấy vào như một cái hình nhà đấy, xong là đến lúc
cô thì chỉ biết đi nhặt thôi, không cần phải trông như thế này đâu. Có phải lật không? Không. Không phải lật luôn. Không phải lật, người ta nóng bốn phía. Cái bọn này ấy mà phát xong người ta bận chưa cả kia, nó có phải lật như này đâu. Nó chỉ đập đập bên này thôi là lấy lên phát thế là được. Thấy cái bọn nó vừa xây sùng nó thu về nó làm đấy. Nó có làm như này không? Nó không làm như mình này đâu, nó nhiều là sao nó làm? Nó không làm như này. Nó bây giờ nó ấy bắn tôn cái giống như nhà đấy, bắn như cái nhà đấy, xong rồi nó. Đến giờ khô là nó xem bao nhiêu khô, còn cứ cho lên này thoải mái 2 tiếng chỉ cần luôn. Xếp thôi, xếp lên xong mà cho vào cái nhà đấy thế là được. Xong đến giờ lại nó nhìn nó xem xong đến lúc bao khô à? Thì là mình như cả cái nồi ấy xuống đi cho than tổ ong dưới này được. Còn bà nhà chị chưa làm nên xây một cái lò mà to bằng cái to ok than nó to này. Kinh. To hơn ngón tay luôn. Đây là Hoàng lại một đây. Ơ, chưa đốt than. Ok ok. Đốt chưa? Chưa. Dạ, chưa đốt than.